Xuân năm mới, HT Life xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới với nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Vào dịp đầu năm mới, người Hà Lan thường có những cái nét văn hóa truyền thống riêng của họ. Ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến tìm hiểu một trong những nét văn hóa truyền thống đặc biệt vào năm mới của người Hà Lan. Đó là họ có thể cùng nhau nhảy xuống những cái vùng nước lạnh để tắm, dù thời tiết lạnh tới cỡ nào. Theo quan niệm của người Hà Lan, nhảy xuống dòng nước có thể gạt bỏ những điều xấu nhất của năm cũ và bắt đầu một năm mới tốt đẹp. Truyền thống nhảy xuống dòng nước lạnh tắm vào trong dịp năm mới bắt đầu có từ năm 1960, xuất phát từ câu lạc bộ lặn mở đầu nghi thức đón chào năm mới. Ngay sau đó, nghi thức này được nhiều người hưởng ứng và dần trở thành một hoạt động không thể thiếu trong những ngày lễ đầu năm tại xứ sở hoa tulip. Đây là một loại bánh có tên gọi là olibun. Nếu như người Việt Nam không thể thiếu bánh chưng, bánh tét trong ngày Tết, thì người Hà Lan cũng không thể không có bánh olibun, một loại bánh rán hình tròn để đón năm mới. Đây là một món bánh truyền thống mà chỉ ăn trong dịp lễ Tết. Người dân Hà Lan tin rằng nếu cắn một miếng bánh rán phồng tròn to vào ngày đầu năm mới thì bạn sẽ có trọn vẹn những điều tốt lành. Bánh olibun là một loại bánh bằng bột mì trộn với nho khô, viên tròn thành nắm tay và chiên lên, rắc thêm bột đường khi ăn. Chiếc bánh rán hấp dẫn này có thể được dùng với những lát táo và nho khô. Nó được tạo nên một hương vị vô cùng tuyệt vời.